Chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta sửa cái bình xịt tưới cây. Thì cái bình xịt này chúng ta bơm cái hơi nó không vào ở trong cái bình. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo cái bình này ra để chúng ta sửa chữa. Chúng ta sử dụng lâu ngày thì cái mail nó bóp ở trong cái bình nó lồng có cái ống của chúng ta nó bị ngạt. Hôm nay các bạn tháo cái ống dẫn nước ra và các bạn vệ sinh cái ống. Sau đó chúng ta sẽ vệ sinh cái đầu chụp của cái ống này. Chúng ta sẽ lấy một cái tam để chúng ta khui các cái rong reo nó dính ở trong cái đầu ống này ra, để chúng ta thông cái ống. Và nếu mà chỗ này nó bị ngạt thì cái nước của chúng ta nó sẽ không phun ra. Đấy, các bạn làm sạch cái đầu ống này. Đấy, chúng ta vệ sinh thật là sạch. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái đầu cấp nước này lại. Đấy, các bạn thấy chúng ta sử dụng lâu ngày cái bình của chúng ta nó dày bẩn cạn bã, nó bóm đầy ở trong cái bình của chúng ta đấy. Thì chúng ta cũng sẽ vệ sinh cái bình này. Tiếp theo là cái bộ phận chính của cái bơm này, đó là cái chỗ chúng ta nén hơi cho cái bình. Đấy, đây là cái xi lanh, còn đây là piston. Đấy, các bạn thấy chúng ta bơm sử dụng lâu ngày cái ron ở chỗ cái piston này nó giãn ra và nó đây là nguyên nhân mà chúng ta bơm nó không giữ hơi đấy, nó không có hơi vào trong cái bình. Đó, các bạn thấy cái ron nó giãn ra và nó phình ra đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay thế cái ron này. Thì cái ron này các bạn ra ngoài chỗ những cái chỗ mà nó bán cái bình xịt ấy, thì các bạn mua thì nó sẽ có. Đấy, chúng ta mua về một cái ron, sau đó chúng ta sẽ thay nó. Đấy, các bạn sẽ bỏ cái ron cũ hãm này ra. Chúng ta sẽ thay cái ron mới vào. Hai cái nguyên nhân chính của cái chúng ta bơm nó không vào hơi là cái chỗ cái ron này đây. Đấy, bây giờ chúng ta thay cái ron này thì chúng ta sẽ bơm hơi vào được. Thì chúng ta sẽ tháo cái đầu bát phun nước ra để chúng ta kiểm tra và chúng ta vệ sinh. Đấy, các bạn kiểm tra là quan sát thử là nếu nó có cạn bã thì chúng ta sẽ vệ sinh làm sạch nó. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tháo cái nắp ra và các bạn quan sát kiểm tra và vệ sinh cái đầu bát này. Thì nếu như nó có cạn bã nó dính vào thì các bạn sẽ vệ sinh nó. Và nếu mà cái cạn bã nó bấm dính vào thì chúng ta sẽ nước nó sẽ không phun ra được. Nếu như các bạn muốn tháo cái cần nó ra thì các bạn sử dụng cái kìm, các bạn giữ chặt cái thanh sắt đó và các bạn vặn nó ra. Thì trong trường hợp mà chúng ta sửa cái cần thì chúng ta sẽ tháo cái này ra, còn nếu không cái cần của chúng ta nó còn bấm còn tốt thì các bạn cũng không nên tháo cái này ra làm cái gì.
Đây là cái bộ phận chính ở trong cái piston của chúng ta. Đây là cái ron su, là cái nó có tác dụng như là cái van một chiều á. Cái ron này thì nó sẽ khi chúng ta bơm hơi vào thì nó sẽ đẩy cái ron su này ra để cho hơi nó vào trong cái bình. Và khi chúng ta rút cái piston lên thì cái ron su này nó có dụng, nó ngang cái hơi trừ ở trong bình nó đi ngược ra bên ngoài. Cái ron su này nó có tác dụng giống như là cái van một chiều đó. Thì các bạn kiểm tra và các bạn vệ sinh cái chỗ cái bộ phận cái miếng su này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vệ sinh cái bình này cho thật sạch. Đây, các bạn sẽ vệ sinh trong cái bình này. Đây, sau khi chúng ta đã vệ sinh xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp cái bình lại. Chúng ta sẽ gắn cái bộ phận bơm hơi vào. Đó, chúng ta sẽ ta sẽ gắn cái đầu phun vào. Đây, chúng ta đây chúng ta chưa bỏ cái dây dẫn nước vào. Chúng ta sẽ tháo ra và chúng ta mà bỏ cái dây dẫn nước vào. Và chúng ta gắn cái gắn lại. Bây giờ chúng ta sẽ bơm và chúng ta thử. Chúng ta bơm thấy cái cảm giác nó hơi nặng tay, tức là chúng ta cái hơi của chúng ta nó đã vào trong cái bình rồi đấy. Đấy, các bạn bóp xịt thử thì cái nước của chúng ta nó đã phun ra rồi đấy. Vậy là chúng ta đã sửa xong cái bình xịt nước tưới cây này. Thì nếu các bạn thấy cái kiến thức mà tôi chia sẻ cái trong video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.